Hà Nội ghi nhận 200 người dương tính với SARS-CoV-2 trong 2 tuần. Trưa 19 tháng 7, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục xác định 17 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, các khu vực có thêm người nhiễm SARS-CoV-2 gồm Hai Bà Trưng 7, Hoàng Kiếm 4, Cầu Giấy 2, Bắc Từ Liêm 1, Nam Từ Liêm 1 và Mỹ Đức là 1. Theo đó, thì những trường hợp này có liên quan đến các ổ dịch sau đây. 90 Nguyễn Khuyến Đống Đa, 7 ca. Ổ dịch tại B6 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng 2 ca, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng 5 ca, nguồn lây từ Bắc Ninh 1, người về từ Thành phố Hồ Chí Minh là 2. Trừ một trường hợp từ Thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội và đã được cách ly tại nhà, 16 người còn lại đều là F1 và có kết quả xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thực hiện dương tính với SARS-CoV-2 trong các ngày 18-19 tháng 7. Như vậy, tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 459 trường hợp dương tính với virus. Riêng từ ngày 5 tháng 7 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 200 người nhiễm SARS-CoV-2. 3 ổ dịch mới phát sinh từ ngày 16 tháng 7 có số người dương tính khá cao, gồm chùm lây nhiễm tại 90 Nguyễn Khuyến, B8 Tân Mai, Hoàng Mai và 132 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.